Tổng thống Venezuela hào hứng việc kết bạn với Hoa Kỳ, tin từ Vargas Venezuela. Vào hôm thứ Ba 7 tháng 4, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho hay ông quan tâm đến việc làm bạn với Hoa Kỳ sau khi các viên chức Tòa Bạch Ốc nói trước đó rằng các quốc gia trong Mỹ Latin không phải là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ. Các viên chức Hoa Kỳ cũng giải thích rằng mối đe dọa đối với Hoa Kỳ là thuật ngữ căn bản được sử dụng nhằm mục đích là tham khảo trước khi áp đặt một biện pháp trừng phạt về ngoại giao. Vào 9 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ban hành một sắc lệnh hành pháp tuyên bố rằng Venezuela là mối đe dọa quốc gia đối với Hoa Kỳ vì đã đình chỉ việc cấp chiếu kháng để công dân Hoa Kỳ nhập cảnh Venezuela và áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số viên chức của chính phủ Venezuela. Sự kiện nói trên gây tình trạng căng thẳng giữa hai quốc gia cho đến nay vẫn tiếp tục ở mức cao. Tại một cuộc họp báo diễn ra vào hôm thứ Hai 6 tháng 4 ở Tòa Bạch Ốc, ông Ben Rhodes là cố vấn của Tổng thống Obama nói rằng một sắc lệnh hành pháp chứa đựng các thuật ngữ căn bản như thế có thể được dùng ở mọi nơi trên thế giới. Tức giận vì Hoa Kỳ trừng phạt các viên chức của mình không khác một cái tát đối với chính phủ của ông hồi tháng trước, cộng với sự hậu thuẫn của các đồng minh cánh tả trong vùng. Ông Maduro nói rằng ông ta dự tính trao cho Tổng thống Obama một thư phản đối có mang chữ ký của hàng triệu người Venezuela. Mối quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Venezuela, một đồng minh thân cận và là nhà tài trợ chính của Cuba, sẽ là đề tài thảo luận chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Châu Mỹ ở Panama trong hai ngày 10 và 11 tháng 4 tới đây.